trọng và kính mến. Chúng ta đang hiện diện tại trung tâm tiệc cưới của họ gia đình nhà gái trong buổi trưa đặc biệt hôm nay. Vâng, và không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị quan khách chúng ta cùng hướng về phía cổng hòa và dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón đôi mặt trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể Quang Phương sẽ nắm thật chặt tay đầu bé của người vợ thân yêu mang tên Thu Phương, sẽ cùng nhau tay trong tay viết tiếp câu chuyện tình yêu bằng những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Bố là kính thưa tất cả quý vị, nếu con là người trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nếu được ví như những thước phim đúng không ạ? Thì chắc hẳn chúng ta, những người đang có mặt ở đây, chúng ta đã có những thước phim. Đầu tiên là những tuổi thơ ấu cấp sách tới trường, những thước phim của công việc xây dựng hạnh phúc hôn nhân gia đình, thước phim của sử dụng sự nghiệp. Và ngày hôm nay chính thức chúng tôi muốn giới thiệu tại đến quý vị một thước phim. Nói đến thước phim này, ai cũng mong muốn mình sẽ là nhân vật chính trong thước phim đó. Thước phim đó không mà mang tên gì khác, đó chính là thước phim hôn nhân. Và ngày hôm nay, hôn nhân nó không đơn thuần chỉ là nơi con thuyền tình cập bến. Hôn nhân đó chính là nơi hai người cùng nhau dắt buồm vượt sóng để ra khơi. Và đang tiến về lễ đài tình yêu đó chính là Quang Tuân, Thu Phương. Chính đôi bạn trẻ đã chúng ta lý do thật là trang trọng đặc biệt ngày hôm nay. Một trong tay thật lớn lên nữa để chào mừng ạ. Là những bản tình ca tuyệt vời của cuộc đời, nó mang đến thú vị cho cuộc sống lứa đôi. Và tình yêu thì rộng lớn bao la, tình yêu không quạt gần xa đời chờ, tình yêu sống và xô bờ, và tình yêu hạnh phúc không hề đổi thay. Và đang tiến về lễ đài của hạnh phúc, sân khấu của tình yêu là nơi bạn trẻ đẹp nhất và người nhất. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón. Vâng, các thân thân quý vị đã và đang hiện diện tại sân khấu chính khán đài Hòa Hạnh Phúc. Một lần nữa cho phép những người làm chương trình xin phép được giới thiệu, vâng, là đang đứng cạnh hai MC, đó chính là chú rể Quảng Tuân sánh duyên cùng cô dâu Thu Phương xinh đẹp. Vâng, kính thưa hai bạn thân mến, ngày hôm nay toàn thể các cụ công các bà, cô dì chú bác, cũng như bạn bè hai bạn, và quan trọng hơn nữa là những thành viên của hai bên gia đình cũng đã và đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay để chúc mừng, để chúc phúc cho hai bạn. Và có lẽ rằng trong khoảnh khắc này để cảm ơn, cũng như để cảm tạ những sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị ngày hôm nay, có một lần nữa các bạn xin mời hai bạn sẽ nắm tay một cái nắm tay thật chặt, đúng không ạ? Và xin mời hai bạn sẽ chuẩn bị quý một cái cúi đầu thật sâu thay cho lời chào, thay cho lời cảm ơn. Vâng, các thân thân để quý vị dâu rể hạnh phúc của chúng tôi xin phép được diện kiến cũng như cúi chào đến toàn thể quý vị. Phong mẹ anh đó khai sơn không phải tàn chủ của bên niếng nắp hạc chủ bên niếng liều hỗ trợ liều sầu có một bánh sầu này xình hạc bánh có chiếc xình cù xình hạc in bên chủ có chiếc xình ảo đẩy quăng chủ của chóng tốt xuống ảo quăng bắn quăng xào của chóng tốt xuống bò xuống mẹ mẹ em bánh sầu rào sầu phán chu gân có chẳng hòn mẫn hơn sáo dệt tòi hình tòi kho có chẳng khả phết đủ đánh khả cánh đủ tin tin cánh còn bà là cánh còn sờ hoa trầu hoa có cò sù còn mặc tết trùng tết múng mặc tết thú về sung mưa đi có hạ đầy mưa đi vết chân mưa sàn vết chép tác phú tác già tác tà tác ai sầu phái chu gân của chẳng còn vương sứ hoa cố cầu hơi đôi loại sầu phèn đôi sấp đôi thú phèn cù sấp cù kim con mẹ ai đâu bạn khuấm vì đồng sầu bạn sàm năng lại huyện lại xã hóc của những hạt bánh bánh đều vác cả mắt cho muộn chúc phúc hào đời nòi sầu ngọc quần mua đi xúc khỏi bạn còn ba mươi đi cò đầy cảm ơn pa mẹ ai nòng mũ lòng bắt khảo hâu đầy cảm ơn sắc phú thắng già của những hạt bánh bánh đều vác cả được cánh và bí hấp và già sạc thì canh trùng mũ phú già của chẳng ba nằng tàn nai của diệt bắt khảo đầu hòm cáo ơi ở pa mẹ ai nòng tắt tà thắng hay xúc khỏi cửa sổ này cảm ơn tác phú thắng già. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, chắc chắn rồi toàn thể quý vị đã và đang hòa mình với không gian tiệc cưới thật sự sang trọng lịch sử và đang diễn ra rất là thành công. Chắc chắn rồi, và được thành công như vậy thì cặp đôi đưa của chúng ta ngày hôm nay cũng không thể khỏi quên đi được công ơn trời biển của những bậc làm cha làm mẹ. Và đúng là công cha thì như núi ngất trời, miếng mẹ như nước người người biển đông. Hôm nay chính thức lên vợ thành chồng, không thể quên được công ơn sinh thành. Và có lẽ rằng chính vì sự trang trọng đó, đầu tiên cho phép và gia bảo xin được trân trọng kính mời đại diện bên phía tư gia nhà gái gia chủ ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu Thu Phương. Vâng, xin mời ông Lò Văn Viên cũng như bà Lò Thị Bát cũng sẽ nhường lại phần ban tiếp tân của mình dành cho các con các cháu và cùng nhau di chuyển về sân khấu và đứng cạnh người con gái thân yêu của mình để ra mắt đến toàn thể quý vị. Xin mời.
xung quanh cơ sở này kính mời cùng bên bú, bên già, bên tà, bên nai thay hóc cả ao cần khẩn bát các sân khấu đó là khải tà, có bảo mỹ trường đại sảnh hùng, chiếc cả bóng sống khá và được tạo ra nằm vào mưu và để hào cần khẩn bát các sân khấu sở này kính mời. Vâng ạ, xin mời đại gia đình bên phía tư nhân gia nhà trai, bố mẹ đáng kính của chú rể Quang Tuân, xin mời ông Quang Văn Trái cùng bà Quang Thị Tường. Vâng, xin mời ông bà cũng sẽ trở lại sân khấu và đứng cạnh người con trai thân yêu của mình để giả mắt tất cả để quý vị. Xin mời ông bà. Quý vị có thể dành một tràng tay thật lớn để nâng niu bước chân thành đường diện hai bên gia đình ạ. Chương trình ngày hôm nay được không ạ? Rất là tuyệt vời. Với là màn bắn pháo rất là rực rỡ đến từ chúng
trung tâm tổ chức sự kiện xuất chính và những chàng pháo tay thật giòn giã và thật đến quý vị đã chính thức khai mạc chương trình Đại lễ Vô Quy Chúc Mừng Hạnh Phúc Trăm Năm cho Đôi Bạn Trẻ. Và đầu tiên có lẽ rằng sẽ thật thiếu sót khi mà đại gia đình của chúng tôi sẽ không gửi lời cảm ơn đến thật đến quý vị ngày hôm nay và được sự ưu ái, được sự giao phó của hai bên gia đình. Ngay sau đây, MC Tổng Tiếp, người bạn dẫn của tôi sẽ thay mặt cho đại gia đình, thay mặt cho cô dâu chú rể sẽ gửi những lời phát biểu cảm ơn đến thật đến quý vị. Xin mời thật đến quý vị sẽ cùng nhau đón nghe. Xin chào, khỏi cò sau đây tăng nào sống phải chung hơn tăng nào đời của miếng nó cầm để tôi bay xuống bò mè anh nó muốn đọc bắt khẩu có con chơi chơi thu khỏi cò này sau phép muốn đọc bắt khẩu cho phép khẩu phép kế của những đàn nàng tìm kê có sang nhâm chào khẩu rạc có tăng phú tăng già tăng tà tăng nai có dệt kìm tó bản tó khuẩn tó trùng tó uống tó ai tó non không biết bó vô biết bó đời này hay đời hay nhầm đìn bó trăm nằm bốc cún gân rào xào phà cò đi đẹp chém ngang ở điểm đủ tàu của trắng bà xếp vì nhất đàn mà xếp hà vì có những đàn dao khẩu xếp vẽ của trắng này về ép chớp đoàn ở đôi phố miết nóng cầm sau này có trắng này bò cằn nặng hết à trà cằn nặng hết đúng hết bà bò cằn nặng giàn tan nát sườn cằn nặng lấy hôi bó bạn mẹ vì nòng thôi hay ở sau của trắng bà đầy quăm chu của trắng tốt số ảo quăm báo bóng xào của trắng tốt số bò số mẹ mẹ em bênh sòng rào sòng phái chung hơn có trắng khả vết đủ đáy khả cánh đủ tìm tìm cánh co mà nà cánh co sờ vừa trầu vừa có cả sù có mặt có trắng hà đầy mưa đi vết chăn mưa sắn vết chép mưa đi có trắng tóc phú tăng già có sắc chủ hòa ngang có mi hấp và dạng sạc thịt canh bắt đầu có phơi đằng chào đúng chào ta ở xò xú hòa quốc cầu của đời nội sau tiền đồi sông đồi thú tiền phù sông phù kim sông phò mè ai nòng bàn phóng tiền nòng sông bàn sầm na hao có những hạt bánh bánh địa vác cạn mất chốt nguồn chúc hờ đội phóng nhất nón cảm giàu cánh và chúc hờ sông phái chúc hân phù tiền phú tiền già thờ vẫn hảo đi mới hay xuống vậy có biết sang thuyền xưa sau này cảm ơn phò mè ai nòng núi lầu phát khẩu hao kính chúc hờ phò mè vì nòng hao phù đặc cả hào hàn mặt dưng diệt sang đi đẩy cay sang đi bền nhớ hợp biết khu đèo hai bán chợ khoảng loáng đông cho hảo tìm bạn sẵn có bác sáng để đỡ bà mẹ nào hát để đỡ sau đây kính chúc hậu phục bền phú bền già bền tà bền tai có hảo hàn mặn dưng bền nắp nằm bàn lốt đồ tàu đồ đàn nguyên tác sẵn in kít phân có thầu sơ hót bằng lại dưng sơ nái bằng có chúc hậu đồi phò miết nóng cầm sầu có hảo đình mê hên hạ cặp tàu phồm đành bánh cặn tàu phồm đó số phò báo xìa số nghĩa bắp bấy mỹ đồ nhinh hợp vẫn sùng mà đồ lạ trái trăng hợp vẫn nhớ tiên bồn. Vâng, thưa tất cả quý vị đã vừa lắng nghe đưa lời phát biểu có thể nói là không ngắn cũng không dài nhưng rất là đầy đủ, rất là chân thành và ý nghĩa đến từ MC Tổng Tiếp đã thay lời cho đại gia đình. Đó là những lời muốn nói của đại gia đình cũng như dâu rể chúng tôi muốn cảm ơn, muốn tri ân đến tất cả quý vị ngày hôm nay đã luôn luôn dành sự yêu thương của tất cả quý vị, dành những sự ưu ái của tất cả quý vị dành cho đại gia đình cũng như chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý để minh chứng cho một tình yêu đẹp và ngày hôm nay để đánh dấu chúng ta đã là vợ, là chồng, là con của một nhà thì đôi bạn trẻ của chúng ta có những cập nhật của tình yêu để trao tặng cho nhau. Vâng, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ bước lên phía trên một bước và quay mặt vào nhau. Vâng, kính thưa quý vị, chiếc nến là một vật thể hình tròn, chắc chắn rồi là hình tròn thì không bao giờ có điểm đầu và không bao giờ có điểm kết thúc. Chứng cho tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân, gia đình. Kể từ đó bạn trẻ sẽ trao cho nhau cảm nhận tình yêu. Kể từ đó hai bạn sẽ cùng nhau trở về với ngôi nhà hạnh phúc và những đàn con sinh. Muốn chân tay thật lớn để mừng hạnh phúc, chúc tương lai ạ. Xin chào lại cô mẹ anh hồng thật sự. Hát cặp đầu có chú ý hồng xanh. Bánh cặp đầu có chú ý hồng xanh. Chắc bà pháp phải đó bạn phải phúc. Pháp hừng rạn hừng hát. Vừa đi vừa xuống hòa phố cầu đôi loại sò bên đồi sắc đồi thú hút bên cù sắc cú kim song đồi sò đôi loại sò có chắc mi kính bền mũi căng phá vầy hở cằn hiện mai vầy ca khai vầy comment bên phùa bên mía con mẹ đọc cú đọc phát khẩu ơi tốt mưa chúc mưa ngờ đôi loại sò đấy nữa. Vâng, xin mời Thu Phương với Quảng Tuân sẽ đưa hai bàn tay trái của chúng mình lên và cùng nhau nhìn vào ống kính và cùng nhau chuẩn bị dành cho nhau một cái ôm để thể hiện tình vợ chồng son được không ạ? Vâng, đây hai tay đang nhấn ạ. Nhìn vào ống kính ạ. Vâng ạ, xin mời cameraman sẽ ghi lại khoảnh khắc thật là vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, dành cho nhau một cái ôm thật chặt được không ạ? Rất tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay và xin mời các bạn trở lại vị trí ban đầu của mình. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại. Vâng, từng làm cha làm mẹ được chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất. Vâng, đó
có thể nói rằng là ngày sinh thành dưỡng dục nuôi con khôn lớn. Vâng, và công ơn của cha của mẹ đối với con cái chúng ta không có gì sánh được. Vâng, và ngày hôm nay để chứng kiến được những giây phút thật hạnh phúc, thật ý nghĩa của các con nên duyên vợ duyên chồng, thì ngày hôm nay còn làm cha làm mẹ cũng có những món quà, những kỷ vật để chúc mừng hạnh phúc tới hai con. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đầu tiên đến với nghi lễ trao quà sẽ là đại diện bên phía thương gia nhà gái. Đầu tiên xin mời bố mẹ của cô dâu ạ, đã chuẩn bị những món quà thật là trang trọng và đặc biệt sẽ dành cho hai người con thân yêu của mình nhân ngày hai con đi xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin mời ông bà. Kính thưa toàn thể quý vị, như đầu chương trình Giang Bảo đã nhắc đến những người mang vác những trọng trách thật là lớn, đó chính là bố mẹ hai bên gia đình, những người đã có công sinh thành dưỡng dục cho hai người con thân yêu của mình. Và ngày hôm nay nhân ngày hạnh phúc, nhân ngày vui ngày cưới của hai người con, thì bố mẹ đã dành dụng cho mình những món quà để dành tặng cho cha rể cũng như dành tặng cho con gái thân yêu của mình. Chiếc chiếc này của mẹ anh đọc hạ sườn và cùng bò đèn có chiếm tên những đành mẹ bắt tới vườn phát tới hỏi đánh cùng bò sớt phút dùng phó cuốn mẹ sớt bó nằm này đâu điện đồ tàu nhấm mà cả bàn nhấm tiếng đúng sùng tiếng bà mà tiếng bò kiếm mẹ hạ ngân mà để ta phục bền tà bền nai ai ta cánh yên lai có chẳng những trường đành sành hùng cả bồng sống khá ở đồ tàu đồ đàn thơ ở đồ tàu diệt dường tó cằn tó trung tó bún có cú có già chúc thờ ai ta em nay có hào hẳn bản dưng. Và lên chương trình xin mời món quà đến từ đại gia đình bác Việt Long. Xin mời bác Việt Long sẽ tiếp cận sân khấu và gửi trao cho anh cháu món quà mà đại gia đình mình đã chuẩn bị. Xin mời bác Việt Long ạ. Vâng, và bây giờ chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các gia đình, anh chị, cô dì, chú bác chúng ta có những món quà, những kỷ vật của tình yêu để mừng hạnh phúc chúc tương lai cho đôi bạn trẻ trong buổi vui hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp cận sân khấu, xin được trân trọng kính mời. Vì lý do thời gian chương trình diễn ra có hạn, cũng rất là mong muốn sau khi đại gia đình cũng như ban tổ chức chương trình sướng tên thì xin mời đại gia đình sẽ khẩn trương và nhanh chóng. Vâng, trong khi thời gian chờ đợi bác Việt Long, xin mời bác Sơn Vui đại gia đình cô Tránh ạ. Vâng, gia đình cô Tránh, cô Tránh xin mời. Nghi lễ trao quà là một nghi lễ không thể thiếu trong tất cả các chương trình đám cưới vào ngày hôm nay, là đại lễ vô quy được diễn ra, đang diễn ra tại đại gia đình nhà gái của cô dâu Thu Phương. Vâng, đại diện hai bên gia đình, những người luôn luôn yêu thương đã luôn luôn dành những điều tuyệt vời nhất dành cho hai người con, hai người cháu của họ cũng đã và đang chuẩn bị có mặt tại sân khấu để gửi trao những món quà thay trong tấm chân tình, thay trong tình yêu thương vô bờ bến đại gia đình dành chọn cho hai cháu ngày hôm nay. Và lên tục chương trình xin mời món quà đến từ đại gia đình cô Lả. Xin mời cô Lạ có sẽ tiếp cận sân khấu ạ. Xin mời món quà đến từ đại gia đình cô Siên ạ. Xin mời cô Siên sẽ tiếp cận sân khấu ạ. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi người, sông tăng đời người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao với thân. Mọi người đứng trước mặt gia đình của chúng ta là những người luôn luôn đứng sau thầm lặng những sự thành công của các tiệc cưới, đó chính là những anh chàng cameraman sẽ luôn luôn ghi lại những hình ảnh, những thước phim và những video thật là tuyệt vời của đại gia đình của chúng ta. Và liên tục chương trình xin mời món quà đến từ em Linh ạ. Xin mời em Linh sẽ trở lên sân khấu đi ạ. Thank you.
và trong khoảnh khắc này có lẽ rằng cho phép tôi bảo người dẫn chương trình sẽ đại diện cho đại gia đình cũng như đỡ lời cho dâu rể ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn món quà đến từ bố mẹ, cảm ơn món quà đến từ em Linh, cảm ơn món quà của cô Tranh, cảm ơn đại gia đình cô Lả, cảm ơn món quà cô Siên, cảm ơn món quà đến từ đại gia đình bác Việt Long, cảm ơn món quà đến từ bác Sơn Vũ rất nhiều ạ. Và vâng ạ, xin mời bác Nam đi. Món quà cuối cùng đến từ đại gia đình bác Nam Định, thay mặt cho cô dâu chú rể cũng như hai cháu, cảm ơn bác Nam Định rất nhiều. Thôi không sao đấy, chú rể không sao cả, tí kiểu gì về nộp cho vợ thôi, em yên tâm. Vâng, một lần nữa thay mặt cho đại gia đình, thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa và tuyệt vời như thế. Vâng, một lần nữa một trong bàn tay thật lớn để gửi lên sân khấu để chúc mừng đại gia đình cũng như chúc mừng cho cô dâu chú rể được không ạ? Vâng, trong khoảnh khắc này sẽ thay cho lời cảm ơn, thay cho lời muốn nói của đại gia đình sẽ thông qua những ly rượu tình, ly rượu nghĩa. Vâng, xin mời chị gái thần ban tiếp tân sẽ di chuyển những ly rượu tình, ly rượu nghĩa trở lên sân khấu để cho đại gia đình sẽ sum vầy và cùng nhau. Và trong khoảnh khắc này xin mời toàn thể quý vị xem cùng nhau chất đầy ly rượu của chúng mình được không ạ? À xong ký mới thế là phơ mẹ phía nào ấy, không phòng còn xe lẩu thế là phơ mẹ ơi. À chắc là mưa khá là to nên là quý vị ở bên phía xa xa đấy không biết là có nghe thấy những lời muốn nói của đại gia đình cũng như của những người làm chương trình không? Vâng, xin mời toàn thể quý vị ở phía xa xa kia, chúng ta sẽ rót đầy ly rượu để chúng ta sẽ cùng nhau một lát nữa nâng ly thật cao, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị đi ạ. Phơ mẹ ai nào không ơi? Đầu chén đón quay ảo cặp vây, đầu chén đánh chén đáy cài ảo cặp nhau cái đứa. Mày hoạt chơi đỉnh chơi ngam đeo tăng bà, một bên phú, bên già, bên nào, bên ai. Các bạn đổi phó mết lắm cầm sầu, bạn đột phát sức khỏe của sau này kính mới. Phố mẹ ai nào cũng đầu phát khảo ơi, các cóng ơi, sát lão cái đứa. Chúng ta nâng ly thật cao cùng với Gia Bảo, ảo cặp tiên đứa. Xin mời cho đời quý vị nâng cả ly nhá. Vâng, chúc mừng cho đại gia đình ạ. À, chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Đó, xin mời chị ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chắc chắn rồi, nhà trai đến từ tủa chùa đã đưa rể Hoàng Tuân về đây làm rể bên này, và nhà gái thì cũng đã trình bày để cho bạn được từ nay một nhà, và đó chính là nội dung chính của đại lễ vu quy ngày hôm nay. Và trước khi bố mẹ hai bên gia đình sẽ trở về từng bàn tiệc mâm cỗ, và trong khoảnh khắc này sẽ thật là tuyệt vời để gắn kết tình cảm thông gia hai bên gia đình. Vâng ạ, xin mời mẹ của cô dâu cũng như bố mẹ của chú rể, mẹ của cô chú rể cũng như bố mẹ của cô dâu sẽ trở về sân khấu chính này đây và dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật thân mật để gắn kết tình cảm thông gia hai bên gia đình. Vâng, hai bà có thể ôm nhau một cái được không ạ? Muốn trao tay thật lớn để gắn kết tình cảm thông gia sẽ luôn luôn bền chặt và đi theo cùng năm tháng. Mà tiền và nhường lại sân khấu dành cho hai người con thân yêu của mình. Xin mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ xuống từng bậc tiệc đến cùng ly cảm ơn tới tình cảm thân thương của toàn thể các quý vị quan khách. Chúng ta đang trở về đây đang có mặt tại trung tâm tiệc cưới. Vâng, và sân khấu này bây giờ hiện tại chỉ dành cho cô dâu và chú rể cùng với MC chúng tôi thôi. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau đi hết cuộc hành trình của cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay nhá. Và lên cùng chương trình sẽ là hai nghi lễ cuối cùng. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiến về bên tầng mái tình yêu để hai em sẽ cùng nhau chiếc hò sẻ bùi. Xin mời. Xin mời bạn sẽ thắp lên ngọn nến tình yêu, sẽ soi sáng, sẽ che chở trên con đường tình duyên hạnh phúc hơn nhân gia đình mà hai bạn đã cùng nhau lựa chọn. Con đường ngày mai. Và còn chuyện gì nữa, xin mời hai bạn sẽ cắt ba phần tượng trưng tầng bánh tình yêu ngọt ngào. Anh luôn bên em vượt qua. Một kỳ thừa có thể có vị khách quý. Anh và em chỉ có một tình yêu duy nhất dành tặng nhau bây giờ và mãi mãi. Dẫu đi đến cung trời của trái đất vẫn một lòng một dạ thì
chung vâng vâng câu đóng yêu đương thật tuyệt vời để dành tặng cho đôi bạn trẻ cũng như thay lời của cô dâu và chú rể để chúc cho đôi bạn của chúng ta luôn luôn tình viên mãn bạc đầu dĩa ấp phù thê. Vâng, rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây chúng ta để quý vị chúng ta chắc chắn đã được biết rồi đúng không ạ, chú rể Quảng Tuân của chúng ta đến từ mảnh đất tổ chùa, một chú rể rất là đẹp trai ngày hôm nay. Mỗi chú rể của chúng ta có đẹp trai không ạ? Có thì một tràng tay thật lớn đúng không ạ? Để kích lệ tinh thần cho chú rể của chúng ta đúng không ạ? Vâng, kể từ ngày hôm nay đã làm chồng của Thu Phương, đã làm rể của Thanh Lương của chúng ta rồi. Sẽ rất là mong muốn là để quý vị sẽ luôn yêu thương chàng rể của chúng ta nhé quý vị nhá. Và ngay sau đây còn chương trình từ nữa xin mời Quảng Tuân sẽ cầm lên chai rượu tình yêu của chúng tôi mình đi ạ. Không biết là chú rể đã vui rượu tây bây giờ chưa? Vâng, rượu tây nó không đồng nghĩa với việc là lấy vợ bao giờ chưa? Vâng, hỏi vui vậy thôi. Nên là với chú rể, vâng ạ, động tác rất là chuyên nghiệp, rất là thuần thục đấy, đúng không ạ? Vâng, có lẽ là chú rể của chúng ta rất nhanh đã đi dự tiệc cưới rất nhiều rồi và đã nhớ được những khoảnh khắc và nhớ được nhiệm vụ của chú rể sẽ làm những gì. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tay trong tay rót những lời dự của tình yêu và những lời khắc gì. Xin được trân trọng kính mời kính thưa toàn thể quý vị, nghi lễ rót rượu cưới là một nghi lễ được du nhập từ phương Tây, đó là một nghi lễ rất là sang trọng, lịch sử và vô cùng hiện đại. Và những giọt rượu màu đỏ ngọt ngào đang tuôn chảy trên thân lý pha lê trong trắng, nó thể hiện cho tình yêu chung thủy vẹn tròn hạnh phúc mà đôi bạn sẽ cùng nhau vượt qua trên đường hạnh phúc hôn nhân gia đình mà hai bạn đã cùng nhau vun đắp. Vâng, rất tuyệt vời, rất ý nghĩa. Và chai thứ hai xin được trân trọng kính mời chú rể. Và lần này chú rể sẽ bóc và lắc chai thật mạnh để cho tiếng bật nút chai của chúng ta thật vang xa đúng không ạ? Vâng, chú rể vừa rồi quên cái thao tác quan trọng nhất, đó chính là lắc chai rượu. Thế là chai rượu chưa được nổ đúng không ạ? Với chai đầu tiên thì chưa có kinh nghiệm, nhưng mà chai rượu thứ hai chú rể quan tâm của chúng ta đã có nhận kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì chắc chắn là anh sẽ trải qua vấp ngã cuộc đời, trong đời đời của mình. Vâng, trải qua vấp ngã đó thì trong hôn nhân cũng vậy đúng không ạ? Đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những sóng gió, bão tố của cuộc sống, của cuộc đời để đến một đích đến, đó chính là hạnh phúc hôn nhân. Vâng, xin được chào kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trở về vị trí. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vậy là chương trình Đài Liên Hoan Queen đã được diễn ra rất là thành công và nhanh chóng tại sân khấu nhỏ nhỏ hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và quý vị ơi, không biết là khoảnh khắc này quý vị có mong muốn có một nghi lễ nhỏ nhỏ hạnh phúc nào đấy có thể diễn ra tại sân khấu này không ạ? Quý vị ơi, quý vị có mong muốn có một hành động nhỏ nhỏ nhưng mà rất là vô cùng thiết thực tại sân khấu để chứng minh tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay có được không ạ? Nếu được thì cho chồng tay thật lớn được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhìn về phía các camera đây ạ. Các cháu ơi, nhìn xuống phía dưới nhé. Đó là khuyến cáo các em bé và các cháu nhỏ 18 tuổi trở xuống là chưa có người yêu. Đúng không? Từ từ ơi, chú rể. Từ. Biết là vợ của mình rồi nhưng cũng phải từ từ. Trước mặt ngày hôm nay là các chủ công các bà, những thành viên hai bên gia đình. Cứ phải từ từ, em yên tâm. Kiểu gì chắc được. Vâng, xin mời. Đầu tiên, rồi hai bạn sẽ quay mặt trở về nhau đi ạ. Ý anh là bảo là hôm nay là nhà của cô dâu được tổ chức bên phía nhà gái nên cứ để vợ mình chủ động trước. Vâng, cho phép là bảo sẽ mượn lại bó hoa. Vâng, xin mời cô dâu sẽ đặt đôi bàn tay mềm mại của em lên bộ phận cứng nhất trên cơ thể của người chồng ạ. Chỗ nào cứng ạ? Chỗ nào cứng nhất ạ quý vị? Đấy, nói đến cứng là các chị cứ cười. Vâng, hai tay đấy ạ, đó chính là bờ vai vững chắc của chú rể đấy ạ. Vâng ạ, để nương tựa đến hết cuộc đời này. Tiếp theo xin mời MC đồng tiết sẽ dẫn dắt chú rể đi ạ. Vâng, và tiếp theo chú rể của chúng ta sẽ đặt đôi bàn tay ấm cúng của mình lên phần mềm nhất của cô dâu, đúng ạ? Đúng là mềm nhất ạ em. Vâng, đó chính là bờ eo của cô dâu đúng ạ? Vâng, có lẽ rằng không để toàn thể quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa và các camera man đã chuẩn bị thật kỹ chưa? Rồi, ok. Và quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các bạn như tổng tiếp đến 1 trở về 3 nhé quý dâu nhá. Và chúng ta sẽ
hôn đầu tiên và đôi bạn trẻ của chúng ta thực hiện trước mặt rất đông người đúng không ạ? Vâng, có phần còn rất là e ngại. Vâng, hy vọng là từ tối hôm nay là đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ thường xuyên để luyện tập. Biến mãn bằng đồng nghĩa phụ thê thiết trường để cử mãi mãi không rời xa. Ở dưới mấy bạn sẽ trở về từng bàn tiệc, đó là tất cả mọi người đang chờ hai bạn để cảm ơn nữa.